đây là chiếc này là lưu rút ha, lưu rút này là đây, có cáo quay đàng hoàng. Chiếc này giờ mình khởi động máy được nha chú. Bây giờ thì mình sẽ cho khởi động máy các bạn. Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh Vlog của mình nha. Mình là Minh Biên Vlog đây. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái series video về tàu mô hình tiếp tục các bạn ơi. Mà tàu hôm nay mình làm đó chính là tàu bằng gỗ. Gỗ sơn là liquid luôn, rất là rồi, rất là thật 100% các bạn ơi. Còn bây giờ thì hãy theo chân mình. Trước khi đi theo mình thì hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì đi theo mình thôi. Đây thì hôm nay thì mình đến khu đóng ghe của chú ta. Thái. Chú Thái các bạn. Thì chú Thái đóng tàu mô hình. Đây các bạn xem thấy chưa? Thì lúc trước có mấy video mà mình like trên mạng các bạn, đó là tàu xốp nha. Còn bây giờ thì đây không phải là tàu xốp hả các bạn thấy không? Đây là tàu mô hình. Gỗ. Mình gỗ các bạn ơi, giống thật 100% luôn nha. Đây, zoom lại các bạn xem. Đây. Thấy các bạn. Rất đẹp chưa? Đây là mô hình tàu phú yên của mình nha. Rồi rút ạ. Chiếc này là chiếc rồi rút. Đây, gà đen này. Đây là chú giới thiệu cho các bạn xem rõ một xíu. Đây gà đen. Đây là gà đen các bạn. Đây là ba cái điện dàn điện đó mà đi đường xe đánh bắt xa bờ đó mà bạn thấy không? Do mấy đường dài nè. Thì mình sẽ quay rõ các bạn ơi, tàu thuyền này nó đóng cửa mở cửa luôn đó, không vào như mấy chiếc tàu trước mình đó nha. Đây đóng cửa mở cửa, trong này là đó, các bạn xem nè, rất rõ đúng không đó. Rất là nhiều nha các bạn ơi, thì từ từ mình sẽ giới thiệu hết nữa. Đây hôm nay thì chiếc này dài khoảng trên tay anh, trên tay dài là 26, dài 26 luôn à, chiếc dài 26 rộng 8 tấc. À, các bạn xem rất đẹp không? Là có một chiếc ở dưới Hồng Thi đó là chú đóng luôn hả? À, đóng có, nhưng thằng khác đóng rồi. Thằng khác đóng rồi. Đấy là gì? À, chú ơi chưa? Là mình phải tăng cỡ làm đẹp chứ làm. Thì các bạn hôm nay thì mình đưa các bạn tới đây là để tham quan những chiếc tàu mô hình. Anh em nào được vé thì thích lên tại nhà. Thích lên tại nhà chú sẽ đỡ luôn. Chú đây đỡ. Đây là chiếc tàu thứ hai tiếp tục. Các bạn xem nè. Đây chiếc tàu thứ hai giới thiệu lên đèn, lên đèn tiếp đầy đủ dàn. Đây là bà gù, đây là chiếc câu gù ha, câu gù có nghĩa là dàn đèn. Đây đẩy vô đẹp quá luôn, khi muốn mà ra đi biển là đưa cầm đây à. Đó đây là đèn hàng hải, đây xem đó bạn xem nha, đèn hàng hải. Chiếc này dài, cái này dài của chiếc này ăn, chiếc này một mét bảy, một mét bảy rộng 6 tấc. Các bạn không thấy khác hơn những chiếc tàu xốp mà lúc trước mà video trước mình giới thiệu các bạn không? Chiếc này như chú đóng là bao nhiêu? Chưa đầy 5 tháng ạ. Một tháng xong hả? Chú quay đây luôn. Chiếc này đóng một tháng luôn các bạn ơi. Tháng rồi. Tháng làm rằm rồi nha, do nếu mà một tháng là không làm rằm là không xong rồi. Tí nữa thêm 10, thì mấy đây 8 triệu rồi. Mấy chưa lắm. Các bạn ơi, đây, máy thì luôn. Mình sẽ quay cái có máy luôn nha các bạn. Tàu mô hình này có máy luôn nha. Chứ không mấy các bạn cứ nói mình cứ quay những tàu xốp. Đó, máy đó. Các bạn có máy luôn. Đồ máy. Đó, máy đây. Rồi máy chưa? Chiếc rồi. Quay rồi. Đây các bạn ơi, đấy. Chú có thơ giới thiệu trong mô hình này là bỏ ra nước rồi mình sẽ điều khiển chạy luôn bình thường. Chạy điều khiển. Đây là cái máy điều khiển của chú này. Máy điều khiển. Tí nữa thì chú sẽ review một chiếc để chạy bằng máy điều khiển các bạn xem nha. Có tiếng máy chạy luôn nha. Quá đẹp luôn. Thích nhấn dựng dàn đèn. Đây. Để xem. Đó sao là đã vô. Dàn đèn này là kéo ra kéo vô vô tư cho các bạn. Đây, đây. Là kéo ra đi đỡ vô đây. Anh em nào thích chơi thì cứ tới liên hệ, tí nữa thì cho số điện thoại các bạn nha. Từ liên hệ chú hoặc là liên hệ tới mình sẽ dẫn lên tận nơi cho các bạn xem nha. Đẹp đẹp luôn. So với chiếc này thì cháu còn
Các bạn ơi, nếu theo như mình cần hiểu biết thị trường nha, nếu so với chiếc này chắc mình sẽ thích chiếc này hơn. Chiếc này nhìn bự hơn, vòng hơn các bạn ơi. Không? Quá đẹp. Lúc này dài mà. Rồi đeo quen, đã đủ. Quá đẹp luôn. Rồi, đây. Thì tiếp tục một chiếc này các bạn xem nè, trong này một chiếc và này một chiếc rồi. Thì tiếp tục một chiếc nữa. Đây là chiếc này, là chiếc này là lưu rút ha. Lưu rút này là đây, có cáo quay đàng hoàng. Đây. Quay. Đây, các bạn. Chiếc này giờ mình khởi động máy được nha chú. Được. Đây giờ thì mình sẽ cho khởi động máy các bạn. Đèn. Đèn tự động luôn. Chú tao thì vô đó. Đây cái chữ tao cứ rồi đó các bạn. Tiếng máy tàu mô này chạy ghê không? Tiếng máy rất là ấm luôn các bạn. Còn đây là giới thiệu các bạn, đây là cái máy kéo. Đây là cần. Còn đây là cần. Chú mô hình này các bạn thấy ok không? Quay cho nó chạy. Chân gì cho quay không? Cho quay không? Các bạn ơi, các bạn xem nè, máy chứng việc nó vẫn thật đó lái vậy luôn các bạn ơi. Đây, chiếc này thì sơn qua đêm màu xám các bạn, có sơn kỳ hà luôn. Chiếc này làm bao lâu rồi chú, như chiếc này nè, 2 tháng rồi. Chiếc này luôn máy móc là bao nhiêu chú? Cái này 30 triệu quá. Giờ này bỏ vô nước là điều khiển chạy vô tư. Đúng rồi. Có khi nào chú cho ra nước chạy thử chưa? Chạy đâu? Chạy thử chưa? Chạy đâu? Chạy thử hả? Đợi khi nào tao làm tao bắt cái máy đây rồi tao chạy hai chiếc đi, còn khi mà lên được qua đây xong rồi quay luôn. À khi nào rồi, chú bắt cái thì kêu cháu lên. Cấp nồi máy nữa tao bỏ. Được rồi, ngay trên máy thì các bạn trên mạng ghiền luôn. Có lẽ đây là mô hình giống thật nhất từ trước bây giờ ở trên mạng của anh em mình nha. Đây chiếc này là giống thật nhất. Nói chung ở Phú Yên ạ, nói chung ở Phú Yên.